Tiếp tục một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh mang số báo danh 125 Nguyễn Trần Khánh Vân, 20 tuổi. Thưa quý vị, người đẹp áo dài, thí sinh có phần trình diễn áo dài thuyết phục nhất thuộc về thí sinh mang số báo danh 125 Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin được chúc mừng người đẹp áo dài Nguyễn Trần Khánh Vân. Và sau đây Ngọc Diễm xin mời bà Lưu Nga, tổng giám đốc thời trang Elise, cố vấn thời trang của cuộc thi Hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2015, sẽ lên trao giải thưởng người đẹp áo dài. Xin được mời bà. Quý vị, áo dài luôn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, và đặc biệt đêm nay các thí sinh của chúng ta cảm thấy lộng lẫy với bộ sưu tập mang tên Giấc Mơ Hồng Hạc. Xin được chúc mừng người đẹp áo dài Nguyễn Trần Khánh Vân, thí sinh mang số báo danh 125. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô mang trong mình nét đẹp hiện đại của thành phố, năng động, hội nhập. Cô rất yêu thích thành phố này vì ở đó có gia đình, bạn bè và những người mà cô yêu quý. Giải người đẹp áo dài đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 202 Nguyễn Trần Khánh Vân.